sáng nay nắng đẹp quá các bạn ơi. Tự nhiên lạnh nhưng mà thời tiết Quy Nhơn có nắng các bạn ơi. Nắng rất đẹp luôn, khoảng 9 giờ kém nha các bạn, 9 giờ kém sáng này. Đấy, đường Nguyễn Tất Thành. Nắng quá đẹp luôn. Thứ ba đầu tuần nắng quá đẹp các bạn ơi. Thành phố Quy Nhơn nắng quá rất đẹp luôn. Hồi sáng 19 độ, 18 độ thôi, bây giờ nắng lên độ rồi. Ấm. Nắng ấm rồi bạn ơi, hôm nay là ngày mùng 10 Tết các bạn, mùng 10 tháng Giêng. Đấy. Mọi người ra đường làm việc bình thường rồi. Mọi việc bình thường rồi, Tết là dĩ vãng rồi bạn. 8:54 các bạn. Nắng quá đẹp luôn. Trời tương đối trong các bạn, cho nên là nắng sẽ đi còn được một thời gian nữa. Đấy, không biết là tới trưa tới chiều không. Đấy, hết người chụp hình rồi bạn. Sáng nay là đi làm hết rồi, hết người chụp hình rồi. Đấy. Đi làm hết rồi. À, nắng lên cái thời tiết nó ấm hẳn các bạn. Ấm hẳn luôn. Thì được giờ thành phố gia hạn thêm một tuần nữa các bạn, chứ không phải là hôm nay hoặc là ngày mai dở, đến một tuần nữa, chắc là qua tuần sau, đầu tuần sau mới dở các bạn, tới ngày 5/6/2 á. Đó, mọi người thoải mái chụp hình check-in nhé, thoải mái luôn. Bị bung qua, bung qua, bị xấu. Mấy xe này gặp công an là bị hốt này. Đẹp quá các bạn ơi, nắng đẹp quá. Ngã 6 Ngô Mây các bạn ơi. Các công trình xây dựng chỗ đây bên kia đứng im ru rồi. Tiết đẹp quá bạn ơi, chắc phải quay flycam một đoạn cho mọi người xem, lâu lắm rồi không quay flycam thành phố Quy Nhơn, nay có nắng rồi, quay một đoạn cho mọi người xem nhé. Đạp Quy Nhơn, không biết mấy bạn sinh viên đã đi học lại chưa? Như là chưa đi học các bạn, mấy bạn sinh viên chưa đi học cho nên xe cộ thấy trong trường rất là ít luôn. Đấy, khu giảng đường này không có xe sinh viên gửi này. Đó bạn, 9 giờ sáng tại biển Quy Nhơn các bạn, nắng đẹp ghê luôn.
chỗ này bạn, rau muống biển nó mọc ra tới ngoài biển luôn nè, không ai dọn dẹp hết đấy, nắng đẹp ghê luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời cho chúng ta có thể đi chơi các bạn, nhưng mà rất tiếc là hết Tết rồi, bây giờ phải vô làm gì đấy. Công viên Xuân Diệu này trồng những cái bông sao nhái, bông vạn thọ rất là đẹp luôn. Đấy, mình thấy sáng nay thì có nhiều người ở các tỉnh khác cũng đến du xuân các bạn. Biển màu nước thì không được đẹp thôi, nhưng mà biển thì im ru à, ít gió. Đấy, trong này nắng nó lên đẹp quá chừng luôn. Tắm kìa các bạn, vài người dân ở đây tắm. Có những cái công viên nhỏ nhỏ dọc biển rất là đẹp luôn. Bị nắng các bạn, không có bóng mát. Luôn các bạn ơi, lâu lắm rồi, mấy tháng rồi mới thấy Quy Nhơn được bữa nắng đẹp như thế này. Đấy, công viên hoa hè còn rất là nhiều các bạn. Giờ còn ảnh hưởng thời tiết miền Bắc cho nên là biển nó vẫn còn hơi động động và nước nó đục các bạn. Phải qua tầm tháng 3 thì nước biển mới trong được. Đấy, nắng khoảng một tháng hoặc là 20 ngày thì nước biển nó mới trong được. Trời ơi, ít khách du lịch các bạn. Số khách các tỉnh khác tới du xuân muộn, kết hợp du lịch luôn các bạn, ít khách. Đấy, đây là quảng trường Nguyễn Tất Thành, còn thành phố gia hạn tới ngày 5 tháng 2 mới dỡ nha các bạn. Hôm qua thì có thông báo là hôm nay dỡ, nhưng mà thông báo lại là tới ngày 5 tháng 2. Mọi người nếu mà thực sự mà chưa check in thì có thể ghé check in vẫn được. Lên đoạn này nó trống hơn, nó gió mạnh hơn các bạn.